phận, họ đang ghét những ai vô tội hay người có lỗi. Họ buông danh bán chính ngôn thuận rồi ăn chết máu xương đông loài. Họ giao ai chứng nhân cho mình như loài quý xa tăng. Họ mánh khóe cho ba que rồi trí tuệ nghe mà thương. Họ bốc phét, họ lưu manh, họ ma danh không còn phanh. Mày hơn tao, tao cho vào đại lão. Vâng, thưa các anh chị em. Thưa các anh chị em, mà tôi sẽ một số ngày sắp tới tôi sẽ cố gắng để đọc một số những bài viết tôi cảm thấy rằng trên Facebook trong thời gian vừa qua đã có những bài viết hết sức giá trị, và vì thế tôi có cái suy nghĩ là tôi sẽ trong một tuần, có thể là hai ngày, thì tôi sẽ chọn những bài viết mà tôi thấy rằng có giá trị cần thiết cho chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay tôi xin phép được đọc một số những suy nghĩ, một cái status mà tôi thấy rằng có rất nhiều những thông tin chúng ta cần suy nghĩ. Bài đầu tiên tôi xin muốn gửi đến các anh chị em, đó là một status đã chạy khoảng 7 giờ trước đây của chị Lê Thúy Bảo Nhi. Nội dung đó như sau: tôi nghe tin thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm trên diện rộng. Tôi đề nghị cấp lãnh đạo ngưng ngay việc làm nguy hiểm này. Thứ nhất là nó tốn nhân lực và tốn tiền bạc vô ích. Chưa chắc xét nghiệm đã chính xác khi kit xét nghiệm không phân biệt cúm tàu và cúm mùa. Thứ hai, lại làm thêm đợt lây nhiễm mới khi các nhân viên y tế không thay găng tay. Và những nơi xét nghiệm là chính những nơi tụ tập đông người toàn trong xóm nên quen nhau, lại vui vẻ trò chuyện cùng nhau không giữ khoảng cách cần thiết. Nghe nói trước đây thành phố Tam Hà, Thủ Đức đang bình yên, 5 nhân viên y tế xuống ngoáy mũi với những cặp găng tay bẩn nên lây cả phường, rồi răng dây nhốt dân cả 21 ngày. Thật là oan ức và khốn khổ cho hàng vài ngàn người dân. Tốn kém bao nhiêu tiền cho điều trị cúm tàu trong cái phường này? Dân thì bị nhốt, vừa mất việc, vừa đói khát, vừa hoảng loạn. Đúng là một trò hại dân chưa từng có. Hết bài. Một bài thứ hai tôi xin gửi lên đây, đó là bài viết của Facebooker Võ Khánh Tuyền, đăng trên trang Chị Hoa Ly cách đây 3 giờ. Sài Gòn đau bệnh, đây là tựa đề của bài viết.
Mỗi năm Sài Gòn điều chuyển nguồn thu ra trung ương hơn 400.000 tỷ đồng, chiếm 82% số tiền kiếm được. Trong số 63 tỉnh thành, số địa phương tự lo cho mình được, nghĩa là thu nhiều thì xài nhiều thôi, không cần phải nộp về trung ương, thì có lẽ chỉ chiếm trên đầu ngón tay. Ngoài ra toàn là ngửa tay xin tiền phân bổ về cả. Nhưng khốn nạn thay, những tỉnh đó dân vẫn nghèo, trụ sở tượng đài vẫn như nấm nở, lãnh đạo vẫn cho con đi du học như thường. Nay Sài Gòn đại dịch, xin trung ương cấp 28.000 tỷ đồng và hơn 140.000 tấn gạo để cứu trợ cho dân. Những người hiểu biết thì xót xa bởi chưa bao giờ Sài Gòn phải ngửa tay xin tiền, trong khi 28.000 tỷ chỉ là khoản thu nhỏ nhoi của gần một tháng mà thôi. Còn những người mang tư tưởng tỉnh lẻ thì lại có vẻ hả hê khi Sài Gòn tưởng rằng hoa lệ, tưởng rằng đang cao ngạo đã phải gục đổ, thua xa tỉnh quê mình. Không biết tác động dây chuyền đã tới họ hay chưa, nhưng cứ xem, nghĩ mà xem. Sài Gòn năm nay mất trắng thì chẳng còn lại bao nhiêu để mà nộp về, rồi từ đó san sẻ cho những tỉnh thành chẳng bao giờ thôi ngửa tay xin tiền từ năm này qua năm khác. Lúc đó mới thấm thía rằng đôi khi thương lo cho con trâu trong nhà là nó chỉ có biết kéo cày cho mình mà thôi. Hết bài. Tôi xin phép để đọc một bài khác, bài thứ ba. Bài viết của bác sĩ Cao Xuân Minh cũng chạy trên trang của cô Võ Hồng Hoa Ly. Bác sĩ Cao Xuân Minh. Bài chuyển cách đây khoảng 3 giờ. Và bây giờ hôm nay là ngày 19 tháng 8 2021. Bài viết của bác sĩ Cao Xuân Minh. Các ông muốn thể hiện năng lực xét nghiệm hay năng lực chống dịch? Năng lực chống dịch thì đã thể hiện xuyên suốt trong thời gian qua rồi còn gì. Các ông đã thừa nhận sai lầm trong lần xét nghiệm toàn thành phố đợt trước. Hậu quả của nó kéo theo dịch bùng phát khủng khiếp, không kiểm soát được. Hệ lụy hàng ngàn người chết trong thảm cảnh. Các ông đã nghẹn ngào xin lỗi dân, nhưng không ai đứng ra chịu cái trách nhiệm ấy và chịu từ chức. Khi để người dân đã phải đói khổ, chết không có chỗ chôn, chết không có chỗ thiểu. FO kêu gào trong sự bỏ mặc vì bất lực. Giờ đòi xét nghiệm tách FO ra để làm gì? Đã 2-3 tuần tiếng kêu khóc xé lòng rồi cơ mà. Các ông cần trả lời, xét nghiệm toàn thành phố lúc này đem lại lợi ích gì cho chống dịch hay chỉ hao mòn nội lực chống dịch? Xin cảm ơn bác sĩ Cao Xuân Minh và xin cảm ơn các anh chị em đã chuyển bài. Tôi xin ngừng lại ở đây.